Chào anh em đã trở lại kênh của mình. Nay mình chia sẻ cho anh em cách tắt phụ đề trong video, tức là những cái dòng chữ phía dưới video nè. Những cái dòng chữ này là do YouTube nó tự dịch, chứ không phải là người đăng video lên chèn vào nghe anh em. Thiệt là mỗi lần mình xem video hướng dẫn mà gặp những cái dòng chữ phía dưới này là cũng ức chế lắm. Cũng được nhiều anh em khác chia sẻ rồi, nay mình chia sẻ lại cho anh em. Mời anh em theo dõi tiếp cái video này của mình. Anh em nhìn thấy những cái dòng chữ phía dưới nè. Bây giờ anh em vào cái chỗ ba chấm ở đây, anh em chọn là chỗ phụ đề tiếng Việt được tạo tự động. Anh em chọn tắt phụ đề. Vậy là xong nghe anh em. Bây giờ xem tiếp cái video nè. Không còn những cái dòng chữ nữa nghe anh em. Chúc anh em có những phút thư giãn thật là tuyệt vời. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.